Đại Thương Phật Độ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, biết được điều này, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, mình được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự đoán rằng đúng tháng 10 âm lịch tới đây, quý anh chị tuổi Nhâm Tý là một trong những con giáp được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tý diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì sau đây xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Đầu tiên là đặc trưng tính cách người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 mệnh mộc, tăng đố mộc, có nghĩa là gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc nên họ là người chăm chỉ, cần cù trong công việc và học tập. Họ hiểu rõ giá trị cũng như tầm quan trọng của tri thức đối với sự nghiệp. Đây cũng là những người có tinh thần xây dựng và hợp tác rất cao. Họ có đầu óc quan sát nhạy bén, cùng khả năng phân tích sự việc một cách sâu sắc. Họ thích suy nghĩ, khám phá và vì vậy những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ sẽ phù hợp đối với họ. Ngoài ra lĩnh vực nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm của họ. Đa số người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc đều có tài, có chí tiến thủ, ham sáng tạo và luôn mang tinh thần đổi mới. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc là người thời nhỏ gặp nạn trung niên đủ ăn đồ mặc, thân nhàn tâm khổ anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nữ thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ họ gặp được. Họ hiểu biết toàn diện về cuộc sống, hoạt động và các hệ thống, làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra. Mặc dù họ khá tự cao tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác bởi họ luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhìn chung, Nhâm Tý là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm nhưng cũng không hề sợ mà quyết tâm tới cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn, khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bản mệnh càng thêm xuất chúng. Người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh mộc có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn. Chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu, thì chắc chắn dù có phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng không bao giờ bỏ cuộc. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích cả những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vận phải vất vả bon chen, khó giành được thành công. Đặc biệt, gặp phải nhiều thất bại nặng nề trong lĩnh vực đầu tư, thậm chí có thể lâm vào cảnh tán gia bại sản. Tới trung vận, thái độ sống dần chững chạc hơn, tích cực làm việc, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy tài năng kinh doanh nhanh chóng thành công, làm nên cơ nghiệp. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tý đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Nhâm Tý mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Nhâm Tý mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Nhâm Tý mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng.
Vậy nên không có gì là sai khi Nhâm Tý vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng có và kẻ tệ bạc cũng không ít. Chung quy, chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người ai không có lần vấp ngã, lắm lúc Nhâm Tý cũng thấy mừng vì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Nhâm Tý sẽ không làm vậy, cũng sợ sau này cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn thấy để vẫn biết có một vài người thương yêu ta vẫn đang chờ đợi ta, hăng say vực dậy sau khó khăn. Suy cho cùng, Nhâm Tý sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Nhâm Tý ơi, nếu có buồn hãy cứ khóc ù ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Nhâm Tý có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đối đầu. Bước sang năm 2023 âm lịch, vận trình dự báo con giáp này sẽ có rất nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống của mình. Nhưng từ tháng 10 trở đi vận số thay đổi, bất ngờ được các tài tinh soi chiếu mà Nhâm Tý ăn nên làm ra, mọi việc đều thuận lợi không còn có cảm giác chúc chắc như trước. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tháng 10 năm 2023 âm lịch. Năm 2023 đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Nhâm Tý từ đây. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng được thiên đức cát tinh xuất hiện sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Nhâm Tý. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho thấy, người tuổi Nhâm Tý ở phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, Nhâm Tý nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Nhâm Tý sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi.
Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Nhâm Tý có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Tất nhiên ở tháng này, bạn hiểu rằng sẽ còn nhiều thách thức chờ đón ở phía trước, nên bạn CANP hãy luôn có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra, sự chủ động này sẽ giúp bạn giành được lợi thế về phía mình. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán, có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất, tháng này, bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để Tý phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Nhâm Tý sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 10 năm 2023 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Nhâm Tý khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành sự khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ, dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành sự thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe, trong tháng, phương diện sức khỏe của Nhâm Tý khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Người ốm mau chóng hồi phục sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng, yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tý, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Tý cho thấy, con giáp này đón tuần mới với hung cát đan xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên, cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Nhâm Tý. Tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc vung tay quá chán, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cát khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Nhâm Tý có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, hợi, tiểu nhân, mùi, ngọ.
Màu sắc may mắn: vàng, cà phê. Con số phát tài: 67, 78, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tý, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi cho thấy, tuổi Nhâm Tý có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trông bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Nhâm Tý tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tý, tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài: 16, 35, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tý, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Nhâm Tý có điềm báo, được các tinh soi sáng trong tuần, bạn sẽ có nhiều chuyện vui đưa đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông, bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này. Người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước, lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Nhâm Tý, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Tý có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi nhưng chưa chắc đã được như ý bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín muồi, tình yêu ngày càng thăng hoa. Mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm, đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, thân, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 25, 08, 86. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tý, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Bước sang tuần cuối cùng của tháng, nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Nhâm Tý ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại. Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó, mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Nhâm Tý vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng, nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư giả, tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định, đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan.
May mắn trong tuần này, tuổi Nhâm Tý được thái âm cát tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Cát tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá vượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt, ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, dậu, mùi. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Con số phát tài, 68, 50, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài vì sao lại để ông phá sản. Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn, vị triệu phú giận dữ nói, sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng, Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm. Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp, con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép, trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói, tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói, nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ, đến ngày phá sản kia. Con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà, con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vị triệu phú nói, sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ, hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói, đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập. Phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem. Tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200m. Khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ, thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống, chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống, thậm chí sẽ đụng phải vách đá, một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi, tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy, nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không. Bởi nó có quy tắc của chính mình, những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống. Vị triệu phú cảm thấy hổ thẹn, như vậy Ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói, mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa. Còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp, vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người, vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết, Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói, trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng, con người muốn thực hiện ước mơ thì ắt phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả, sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn.
Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.